Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 59 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Đế Tuyết Phong vừa dứt lời, trên người cô gái đã tản ra một hơi sát khí lồng hậu, năm đôi cánh sau lưng lóe sáng phấn sắc. Nàng chậm rãi xoay người sang phía khác, đôi mắt lộ ra tia sáng oai nghiêm nhìn hai người. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đến hô hấp cũng tạm thời dừng lại. Đế Tuyết Phong kinh ngạc nhìn cô gái, miệng lẩm bẩm: "Thật là một tuyệt thế mỹ nữ à, không ngờ tới vừa mới tiến vào tu la giới là có thể gặp được trang tuyệt sắc như vậy, thật không uổng công chuyến này, lần này không phí rồi." Chỉ thấy nàng mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt tròn trịa cân đối, khiến cho nàng dù có tức giận cũng lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, khiến kẻ khác phải nín thở. Thậm chí ngay cả kẻ vốn mặt lạnh như băng là Đế Thiên Hồn cũng phải ngẩn ngơ. Nam nhân thiên tộc từ trước tới nay vẫn không chống lại được dụ dỗ thần kỳ từ mỹ nhân, bởi trong thiên nhân tộc, đàn bà thiên nhân so với phụ nữ xấu nhất tu la tộc cũng phải còn phải kém xa. Cũng khó trách được bộ dạng hai kẻ thiên nhân tộc này. "Ta hỏi các ngươi lần cuối, các ngươi tới nơi này của chúng ta là có ý đồ gì?" Thanh âm của cô gái trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại lộ ra sát ý. Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc vì hai thiên nhân trước mặt này còn trẻ tuổi, lại chỉ có bốn đôi cánh, lại dám cả gan chống lại sát ý của mình. Chẳng lẽ họ có cơ sở gì đó để tựa vào chăng? Dù là tu la tộc hay thiên nhân tộc, như Mục Thiên đã nói, một khi đột phá năm đôi cánh, cánh mà kẻ đó sở hữu cũng không phải thực chất mà chỉ là cánh hư ảo sau lưng. Sau lưng Tần Vũ chỉ có một đôi cánh, hoàn toàn là do hắn đã huyễn hóa ra. Bởi vậy Tần Vũ khác với người cả hai giới, cánh của họ dù là ảo hóa mà thành, nhưng đây cũng là nơi họ tích trữ năng lượng. Trong khi chiến đấu thì đôi cánh sẽ cung cấp cho họ lực lượng khổng lồ hỗ trợ. Còn mục đích của Tần Vũ tạo ra đôi cánh chỉ là để mình không khác với người khác. Đôi cánh của hắn không hề đem lại sự trợ giúp hay lực lượng nào, mà thậm chí là hắn còn bị tiêu hao một phần hỗn độn lực để duy trì đôi cánh đó. Hai người Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn đều làm cánh sau lưng biến ảo thành màu đỏ, cho giống với màu sắc cánh của tu la tộc. Cả hai cố ý đem lực lượng trong thân áp xúc ngưng bên trong nguyên hạch ở đan điền để chuyển đổi sang linh khí, do đó cũng có tác dụng ẩn giấu cảnh giới chân thật. Kỹ năng này đối với người đã đạt tới cảnh giới 6 cánh mà nói thì không khó. Tới cảnh giới 6 đôi cánh, lực lượng bản thân đã bắt đầu tiến hóa, dù là thiên nhân tộc hay tu la tộc thì cũng đều có thể hấp thu linh khí bên ngoài chuyển hóa thành lực lượng bản thân, đồng thời sự lĩnh ngộ về sự khống chế lực lượng cũng tăng lên một tầm cao mới, cho nên ẩn giấu thực lực đối với họ không khó. Điểm này so với Tần Vũ còn kém quá xa, dù sao thì lực lượng mà Tần Vũ sở hữu đều đến từ tinh vân bên trong đan điền, muốn ẩn giấu lực lượng đối với người cả hai giới thì đúng là không mất tí hơi sức nào. Cảm nhận được sát ý nồng hậu tỏa ra từ cô gái xinh đẹp, Đế Tuyết Phong khóe miệng nở ra nụ cười mê người, ôn nhu nói: "Chúng ta không có ý đồ gì, chẳng qua chỉ qua đây chơi đùa. Huống chi lấy tu vi của bọn ta, cho dù có ý đồ gì thì trước những cao thủ tu la nhân đã ngoài năm cánh đầy rẫy ở đây thì sao dám làm vậy?" Đế Thiên Hồn cũng không biết tại sao đối với sát ý tỏa ra từ cô gái cũng không có ác cảm, cũng gật gật đầu tỏ vẻ lời ca ca hắn nói là thật. Động tác của hắn cũng khiến Đế Tuyết Phong yên lòng. Hắn sợ nhất là tên đệ đệ lãnh khốc này sẽ vì cô gái xuất ngôn không ổn mà ngay lập tức đánh chết nàng, như vậy chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Vẻ mặt hai người có vẻ rất chân thành, khiến cô gái có chút hảo cảm. Sát ý trên người nàng hơi giảm, nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt anh tuấn ngờ vực nói: "Các ngươi không phải là người của tu la tộc? Nam nhân tu la tộc sao lại có thể đẹp trai đến vậy? Các ngươi rốt cuộc là từ nơi nào đến?" Đế Tuyết Phong nhún vai, trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ rồi tự hào nói: "Chúng ta đương nhiên là người tu la tộc rồi, nếu không cánh chúng ta sao lại có màu đỏ được? Tướng mạo đẹp trai này chính là trời sinh ra đã như vậy, không cách nào sửa đổi được." Đế Thiên Hồn sắc mặt vừa khôi phục sự lạnh lùng, chẳng qua trong lòng đối với hành động này của đại ca cực kỳ khinh bỉ. Đường đường là cao thủ bảy cánh tới tu la giới này, giả mạo làm người tu la tộc thì thôi, nhưng lại có thể gạt người gạt mình như thế thật đáng cười. Cô gái trầm mặc chốc lát, vẻ nghi ngờ trên mặt vẫn chưa tan hết, chẳng qua ánh mắt đã lộ ra vẻ tin lời hai người. Nàng xoay người sang chỗ khác, không để ý tới hai người nữa. Bởi vì lúc này đã là buổi trưa, trong tiểu lâu có rất nhiều người tu la, cả lầu 2 đều tràn ngập nam nhân tu la tộc tướng mạo xấu xí hung ác.
con ngươi và lỗ mũi hướng lên trời, mắt đỏ ngầu, trán lại rộng rãi, khiến cho ngũ quan nhỏ hẹp nằm giữa khuôn mặt thoạt nhìn rất không hợp. Mà miệng họ lại phi thường to lớn, cơ hồ chiếm cứ tới 1/3 khuôn mặt. Đây là đặc điểm chung của toàn bộ nam nhân Tu La tộc. Ba người giằng co đã làm thực khách lầu 2 chú ý. Nam nhân Tu La tộc thấy Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn so với họ anh tuấn gấp trăm ngàn lần, tất cả đều không khỏi ganh ghét, thầm hận trong lòng, không ngừng dùng ánh mắt giết người quét qua hai người. Thế nhưng thật ra, người Tu La tộc trải qua ức vạn năm sống yên ổn, phát triển đã tự hình thành bộ quan điểm thẩm mỹ riêng. Đó là nam nhân Tu La tộc dù xấu xí nhưng lại có được sự ưu ái của những nữ nhân Tu La tộc xinh đẹp động lòng người. Chẳng qua đây là đang ở Ma Thành, là nơi gần nhất với thiên giới, phần lớn sẽ có rất nhiều người thiên nhân tộc và người Tu La tộc thường xuyên qua lại hai giới. Điều này cũng được chúa tể tối cao của cả hai giới chấp nhận, chẳng qua là chưa công khai rõ ràng. Bởi vì nơi này có nhiều thiên nhân qua lại, hòa lẫn cùng với Tu La nhân, thành phần nơi đây phức tạp như vậy, nên quan điểm thẩm mỹ của người Tu La nơi này cũng dần dần bị đồng hóa với quan điểm của thiên nhân. Với những nam nhân Tu La tộc đã từng đi thiên giới về, tất nhiên là khoe khoang về phụ nữ Tu La tộc xinh đẹp, còn phụ nữ thiên nhân thì bình thường khó coi. Mà phụ nữ Tu La tộc sau khi thấy được nam nhân thiên nhân tộc anh tuấn thì tất nhiên cũng không để mắt tới nam nhân Tu La tộc nữa. Trải qua sự thông thương trao đổi lâu dài giữa hai tộc đã khiến cho hai tộc mặc dù giảm dần mâu thuẫn, song cũng không phải trong lòng mọi người hoàn toàn bỏ đi cừu hận với đối phương. Phải biết rằng cừu hận giữa thiên nhân và Tu La nhân thường chỉ tồn tại với tầng lớp trên cao lúc đó. Tuy nói hai tộc thường xảy ra chiến tranh nhưng cũng không đến nỗi như nước với lửa. Đế Thiên Hồn thần sắc lãnh đạm, sát ý trên người dần dần tản mát ra ngoài, bao phủ bốn phía. Đối với bọn nam nhân Tu La tộc xấu xí này thì hắn đương nhiên sẽ không nhẫn nại giống như với các cô gái kia. Tâm ý vừa động đã muốn giết chết toàn bộ nam nhân Tu La tộc ở đây. Đế Tuyết Phong thấy Đế Thiên Hồn như thế cũng không ngăn trở gì. Tên đệ đệ này vừa rồi không động thủ với nữ nhân kia đã là nhượng bộ hắn lắm rồi. Nếu giờ lại ngăn cản chỉ sợ rằng sẽ bị đệ đệ phản cảm. Còn nữa, giết đàn ông Tu La tộc thì cũng không có gì là không phải. Những người này trong mắt Đế Tuyết Phong cũng xem như không phải là sinh mệnh mà chỉ là kiến hôi mà thôi. Phốc, ngồi ở bàn bên phải bọn họ, một nam nhân Tu La không chịu được sự áp bách của khí thế Đế Thiên Hồn nên đã phun ra một ngụm máu văng lên mặt nam nhân Tu La tộc ngồi đối diện. Hai người đồng thời trợn mắt nhìn về phía Đế Thiên Hồn và Đế Tuyết Phong, vũ khí rút ra, có vẻ phải xông lên quyết đấu một phen. Lăn ra ngoài cho ta! Âm thanh thanh thúy còn mang theo uy nghiêm lại vang lên từ sau lưng Đế Tuyết Phong. Hai cỗ kình lực theo âm thanh trong nháy mắt đem hai tên nam nhân Tu La đó đánh văng ra ngoài cửa sổ. Âm thanh như bao tải rơi từ xa truyền đến. Đế Tuyết Phong có chút ngoài ý muốn, sờ sờ mũi bật cười. Tựa hồ cô gái kia có chút uy vọng, lời nói vừa dứt cả lầu hai liền im lặng không một tiếng động. Chỉ trong chốc lát, những nam nhân Tu La tộc lại cuống quýt rời đi cả đám. Đế Tuyết Phong nhìn Đế Thiên Hồn, trong mắt hai người đều hiện lên tiếu ý. Lúc này không đi vui vẻ thì còn đợi lúc nào? Bưng rượu, hai người cùng đứng dậy đi tới chỗ tuyệt sắc mỹ nữ đang có thần sắc buồn bực kia. Quay lại với đám người Tần Vũ, Tần Vũ chậm rãi thu công, tinh vân bên trong đan điền lại khôi phục thành bộ dáng vô sắc vô hình. Nếu như không phải hắn có nguyên thần hỗn độn tiên thiên trong suốt, có thể quan sát rõ ràng tinh vân tồn tại trong đan điền, chỉ sợ hắn sẽ lại sợ hãi không thôi. Không ngờ được việc chữa trị nguyên hạch lại khó khăn đến vậy. Nhìn thấy được trạng thái tu luyện thâm trầm của Mục Thiên, trên mặt hắn lộ nụ cười trấn an. Người này sau khi được chữa trị nguyên hạch đã hoàn toàn đứng vững ở cảnh giới năm đôi cánh. Xem ra chỉ cần trải qua một thời gian ngắn khổ tu nữa thì trong số thuộc hạ trung thành lại có một cao thủ năm cánh rồi. Tần Vũ quay đầu về phía Tình Nhi nhưng không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy Tình Nhi đã tỉnh lại, trong con ngươi trong suốt lóe ra tia sáng thuần khiết, trên khuôn mặt mang theo hơi thở thánh khiết truyền vào đáy lòng Tần Vũ, khiến hắn suýt nữa bị mê đi. Không thể phủ nhận được rằng Tình Nhi sau khi tiến vào cảnh giới ba cánh, tự như mị lực trời sinh đã hoàn toàn khai phát. Mặc dù tâm trí Tần Vũ vững vàng nhưng cũng không tránh khỏi thiếu chút nữa thì nằm trong lưới mê. Vũ ca ca, huynh làm sao vậy? Vì sao lại nhìn Tình Nhi như vậy? Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Tần Vũ, trên mặt Tình Nhi như phủ thêm một lớp phấn hồng, trong lòng dâng lên tư vị khó nói nhưng thật ngọt ngào. Lại bị nghe âm thanh ngọt ngào đầy dụ hoặc hấp dẫn của cô gái mỹ nhân, Tần Vũ ngược lại trở nên thanh tỉnh. Nghĩ tới Lập Nhi đang ở nhân giới khổ sở chờ đợi mình trở về, không khỏi có chút xấu hổ. Thoáng trầm mặc một chút, trên mặt Tần Vũ lộ nụ cười vui mừng.
nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Tình Nhi, ôn nhu nói: "Không ngờ Tình Nhi của chúng ta tu vi lại có thể tiến nhanh đến vậy. Tam dực trung giai so với Cam Vân không kém chút nào." Tình Nhi vẻ mặt thản nhiên như không có gì khó hiểu, tiến tới bên Tần Vũ, dùng đôi tay nhỏ bé mềm mại lôi kéo tay áo Tần Vũ, si ngốc cười nói: "Vẫn là Vũ ca ca mạnh nhất mà. Cái trận pháp cổ quái này lại có thể khiến người ta không sợ tình huống thiếu hụt linh khí, nên mới có thể chuyên tâm tích lũy lực lượng trong cơ thể." Nói tới đây, nàng cười a a một tiếng, vui vẻ nói: "Vũ ca ca cũng quả nhiên là người tốt nhất, huynh dạy ta cái phương pháp sử dụng lực lượng kia, ta học xong khi thi triển cũng không gặp hiện tượng lãng phí năng lượng nữa." Tần Vũ mỉm cười, trong lòng nghĩ: "Nếu như thần quyết này không có tác dụng, ở nhân giới há có thể có thần nhân cùng thần vương tồn tại nhiều như vậy." Khi cùng Tử Dực Thiên Vương đánh nhau, rốt cục cũng cho Tần Vũ có hơi hiểu chút đỉnh sự khác biệt giữa 5 đôi cánh và 6 đôi cánh. Cái khác biệt này chính là thể hiện trong sự thao túng khống chế lực lượng. Vì thế, Tần Vũ dùng thần thông đem một chút thần quyết cụ thể thao túng khống chế lực lượng khắc ấn vào trong đầu mọi người, khiến cho mọi người tu luyện trong tự nhiên mà lại có thể vận hành những công pháp này, đồng thời có thể lĩnh hội tác dụng của công pháp. Cứ như vậy, thực lực của mọi người càng tăng tiến không chỉ một bậc. Nếu như nói lúc này Tình Nhi với 3 đôi cánh trung giai có thể chiến thắng thiên nhân 3 cánh thượng giai, như vậy Mục Thiên thì đúng là hoàn toàn có khả năng tại trong cùng cấp thiên nhân 5 đôi cánh, có thể nói là tồn tại vô địch. Nhìn ánh mắt Tần Vũ sáng ngời, chẳng biết vì sao trong lòng Tình Nhi cực kỳ yên tĩnh. Từ nhỏ đã cùng Tần Vũ sống chung một chỗ, khiến cho Tình Nhi đối với hắn vô cùng tín nhiệm, cho nên nàng là người đầu tiên lĩnh ngộ được cái cảm giác tuyệt vời hoàn toàn khống chế lực lượng trong cơ thể. "Vũ ca ca, chúng ta kế tiếp sẽ đi đâu? Tình Nhi trưởng thành rồi, có thể vì Vũ ca ca xông pha chiến đấu." Tần Vũ sủng ái vuốt mái tóc dài mềm mại của Tình Nhi cười nói: "Kế tiếp Vũ ca ca muốn đi tìm những người đối với Vũ ca ca rất trọng yếu, có thể nói Vũ ca ca sinh ra chính là để tìm kiếm những người này." "Sinh ra ư? Vậy Vũ ca ca huynh biết bọn họ sao? Chẳng lẽ huynh sinh ra đã gặp qua bọn họ?" Tình Nhi ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn Tần Vũ, thần sắc thoáng có chút buồn phiền, trong lòng không biết vì sao có phần mâu thuẫn với việc Tần Vũ đi tìm những người đó. Dường như trong mơ hồ có loại cảm giác những người này chắc chắn sẽ khiến cho Tần Vũ phân tán sự quan tâm đến mình, đến lúc đó thì không thể một mình hưởng thụ sự ôn nhu của Vũ ca ca đối với mình rồi. Tần Vũ gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Những người đó là những người trọng yếu nhất trong cuộc sống của Vũ ca ca, không có bọn họ cũng sẽ không có Vũ ca ca ngày nay. Kiếp trước trước đây đúng là rất quen thuộc, Vũ ca ca nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra bọn họ đấy. Thế nhưng đến hôm nay, Vũ ca ca quả là không cách nào phân biệt ra những người này nữa rồi." Dứt lời thở dài một hơi, trong lòng cười khổ nghĩ tới Sưng Nhi, vì sao không nói cho mình biết sau khi chuyển thế đám người Liên Gia Gia sẽ có cái đặc điểm gì đó, hay có lẽ hắn cũng không biết được. Cảm nhận được sâu trong đáy lòng Tần Vũ chứa đầy nỗi bi thương và bất đắc dĩ, trong lòng Tình Nhi cũng có chút buồn bã, trong hai mắt lấp lánh nước mắt nói: "Vũ ca ca, chúng ta không nên buồn khổ, cho dù bây giờ không nhận ra bọn họ, chúng ta cũng sẽ tìm phương pháp có thể nhận ra được hình dáng của bọn họ. Tình Nhi sẽ theo cùng Vũ ca ca cùng nhau tìm kiếm tiếp tục, đến khi nào tìm được bọn họ mới thôi." Tần Vũ trong lòng ấm áp, vỗ vỗ bờ vai mềm mại của Tình Nhi, mắt lộ ra vẻ cảm động. Từ khi chuyển sinh tới nay, trong lòng Tần Vũ chỉ có một cái nghi vấn rất lớn. Chuyển sinh thuận lợi rồi, thế nhưng Tư Nhi và Liên Gia Gia, thậm chí còn có Triệu lão sư bọn họ, mình nên làm thế nào để nhận ra đây? Nếu như là kiếp trước, bản thân là cảnh giới trưởng khống giả, căn bản không cần phải hỏi, liền có thể thông qua linh hồn bọn họ để phân tích. Linh hồn là hiệu quả chân thực nhất trạng thái của mỗi người, ngay cả thân phận. Nhưng đến hôm nay, dù sao cũng không thể phân tích như vậy. Cho dù hôm nay có đạt tới cảnh giới trưởng khống giả, cũng không cách nào thông qua linh hồn để phân biệt ra những người này. Dù sao, sau khi chuyển sinh, trí nhớ bọn họ sớm đã bị lục đạo luân hồi làm cho tiêu tán. Trạng thái linh hồn cũng sẽ giống như những người cùng một giới. Thế nhưng là như thế nào để hắn phân biệt đây? Có thể nói, nếu như không giao cho bọn họ trí nhớ kiếp trước, bọn họ sẽ hoàn toàn chính thức trở thành người của nơi này là thiên nhân hoặc là tu la nhân. Bất chi bất giác, trên mặt Tần Vũ lộ ra nụ cười khổ. Nếu như tìm giao cho bọn họ trí nhớ, phải như thế nào mới tìm được bọn họ đây? Thiên giới rộng lớn bao la, khiến trong lòng Tần Vũ hoàn toàn mất đi niềm tin. Hôm nay thần thức chỉ có thể quan sát thấy được tình huống chừng 10 dặm. Tưởng muốn nắm giữ trạng thái linh hồn mỗi một người, điều kiện tiên quyết là phải đem những người này bao phủ vào trong lĩnh vực của mình. Mà tu vi của thiên nhân này
không thể cao hơn mình. Tần Vũ cười khổ lắc đầu, cho dù như thế, tưởng cũng không cách nào từ trạng thái linh hồn của những người đó phân biệt ra trạng thái của đám người Lên Gia Gia. Nghĩ đến việc tới thiên giới hơn 10 năm, cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì, Tần Vũ không biết làm sao, nhìn xa xa kia, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống, ánh sáng mặt trời tràn ngập sức sống, làm cho tinh thần hắn cũng không kiềm nén nữa, chấn phấn hẳn lên. Nhất định sẽ có biện pháp tìm được mọi người, chỉ cần có lòng thành. Nhìn mặt Tần Vũ, lúc thì buồn bã, lúc thì lại tràn ngập bộ dáng ý chí kiên định, trong lòng Tình Nhi vô cùng hoang mang. Chẳng qua là nàng cũng không có hỏi gì thêm. Sau khi đạt tới ba đôi cánh, tâm trí của nàng tự hồ cũng theo đó thành thục hơn rất nhiều. Đối với rất nhiều chuyện cũng có cách nhìn và quan điểm của mình. Nhìn thấy tình hình lộ trình tìm kiếm mọi người sắp phải chịu đựng khó nhọc và đường thì dài, Tần Vũ khoanh tay đứng bên cạnh Tình Nhi, hình dáng có đôi chút cô tịch, giờ phút này lộ ra vẻ vừa tràn ngập dâng trào quyết tâm, vừa lại tràn ngập vẻ đơn độc buồn bã. Cảm giác mâu thuẫn đến cùng cực khiến cho Tình Nhi cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Cũng trong lúc đó, Hải Huyên nhìn hai nam tử vẫn đi theo ở sau lưng nàng từ lâu, chau mày trong lòng rất khó chịu nhưng chẳng biết làm sao. Đấy Tuyết Phong, hai huynh đệ các ngươi có thể đừng đi theo sau ta được không? Trong thanh âm của Hải Huyên chứa đầy nỗi bực tức và phiền muộn, trong đôi mắt sáng ngời lúc này lộ ra vẻ khẩn cầu hai người. Đấy Tuyết Phong cùng Đấy Thiên Hồn nghe vậy lập tức dừng chân lại, lướt nhìn nhau, chợt lóe ra ý bấn cợt trong mắt hai người. Nhìn bộ dáng Hải Huyên đầy vẻ buồn bực, càng thêm kiểu diễm ướt át. Đế Thiết Phong nhìn thấy trong cổ họng một trận sơ lên ủng ục, trên mặt hắn hiện ra nụ cười thung dung, nhẹ giọng nói: Khoan, cái này Hải Huyên, ta và đại đệ từ Tu La Thành đến, đối với Ma Thành rất là xa lạ, hơn nữa nàng nhìn xem, hai người chúng ta tướng mạo anh tuấn hiền lành, sẽ không gây phiền hà cho nàng, thế nào? Vậy các ngươi nghĩ thế nào, vì sao nhất định phải đi theo sau ta? Nghe được cái từ anh tuấn hiền lành này, Hải Huyên thiếu chút nữa nôn ra. Anh tuấn vô sỉ ngược lại có thể đem ra hình dung bộ dạng của Đế Thuyết Phong lúc này, còn thiện lương sao, chưa từng nhìn thấy. Ha ha, cái này chúng ta tới đây cũng không có chỗ trú ngụ, nàng xem lại không có huyết thạch, Hải Huyên tiểu thư có thể tìm giúp cho huynh đệ hai người chúng ta một chỗ nghỉ chân được không? Tốt nhất là có thể ở chỗ nào gần gần Hải Huyên tiểu thư một chút. Đế Thuyết Phong xoa xoa tay, trên mặt hiện lộ nụ cười đầy vẻ ti tiện bỉ ổi, có thể nói là rất vô sỉ. Đế Thiên Hồn làm bộ như hoàn toàn không có nghe lời nói của ca ca. Dù sao thì từ khi tới Ma Thành, cái tên ca ca này trong ý nghĩ của hắn có thể nói từ lâu đã là thần tượng, lại làm cho trong mắt của hắn thiếu chút nữa lọt ra ngoài. Vô cùng thất vọng, nếu như không phải tu vi của hắn rõ rành rành là đã đạt tới cảnh giới bảy đôi cánh, thậm chí còn mạnh hơn thế, Đế Thiên Hồn thật muốn lập tức bắt hắn trở về, sau đó khẩn cầu phụ thân lại lần nữa đem hắn nhốt đi. Nhưng bây giờ lời nói của Đế Tuyết Phong cũng đúng hợp ý nguyện của Đế Thiên Hồn. Mỹ nữ đẹp như thế, cho dù cả ngày nhìn ngắm cũng là chuyện làm cho người ta hết sức thích ý. Đế Thiên Hồn mặc dù cũng không như Đế Tuyết Phong kia thuộc loại háo sắc thành tính, cũng không ngại khi trở lại thiên giới cướp đoạt phụ nữ này mang về đặt trong phòng nhà thưởng thức một phen. Hải Huyên thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhìn thấy bộ dáng Đế Tuyết Phong vẻ mặt tươi cười, nàng đột nhiên hiểu được vừa rồi ở trong tiểu lâu trêu chọc bọn họ quả thực là sai lầm lớn nhất từ trước tới nay. Trong lòng rất hối hận vừa rồi không nên gạn hỏi hai người, ngoài miệng cũng lập tức cự tuyệt nói: Không được, không có huyết thạch, ta có thể tặng các ngươi một ít, thế nhưng là nếu như muốn ta đi tìm kiếm chỗ ở cho các ngươi là tuyệt đối không được. Hải Huyên cười nói: Huynh đệ hai người chúng ta không quen biết người nào ở đây cả, đi tới nơi đây tu vi thì thấp kém, nếu như mang theo huyết thạch trong người chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm thôi. Mong rằng Hải Huyên tiểu thư giúp đỡ nhiều hơn, giúp cho hai người đáng thương chúng ta tìm kiếm một chỗ ở an toàn. Vừa nói sắc mặt đúng là thật trở nên đáng thương hẳn lên. Đế Thiên Hồn nhìn thấy toàn thân nổi da gà, lộ dáng sợ hãi khúm núm: Thế nhưng chỗ ở của ta chỉ có nữ tử thôi, cho tới bây giờ chưa có nam nhân nào. Hải Huyên cắn môi khó xử nói. Đế Tuyết Phong lướt nhìn Đế Thiên Hồn, lại thấy hắn đang quay đầu lờ đi, cay đắng gượng cười trong lòng, thầm mắng cái tên đệ đệ này thật không có nghĩa khí. Trên mặt lại là hiện ra vẻ đáng thương, hề hề, nét mặt khẩn cầu nói: Chúng ta là người lương thiện hiền lành, sẽ không gây phiền toái cho Hải Huyên tiểu thư, chỉ cần có một cái chỗ ở là được rồi. Trên đường người qua lại đông đúc, cũng có một vài tu la nhân cùng Hải Huyên chào hỏi nhau. Xem ra nữ tử này địa vị tại Ma Thành cũng không thấp, tại đây rất nhiều người nhận biết nàng. Chỉ thấy nàng cắn môi, trên mặt lộ ra thần sắc suy nghĩ,
trầm mặc đứng ở trước mặt hai người. Gió nhẹ thổi tới thoang thoảng, mang theo mùi thơm của cơ thể nàng truyền vào mũi hai người, khiến cho hai người không nhịn được rất đỗi si mê. Ba người cứ như vậy trầm mặc một hồi lâu, Hải Huyên mới hơi ngại ngùng nói: "Các ngươi phải cam đoan tại nơi ở của ta không được làm càn trêu chọc các thị nữ của ta." "Được, không thành vấn đề." Hai người đồng thời kêu lên, trên mặt cùng hiện ra thần sắc hưng phấn. "Mỹ nữ à, cùng mỹ nữ ở chung một chỗ sẽ là cái cảm giác gì đây? Như vậy các ngươi đi theo ta đi." Hải Huyên gật đầu, sắc mặt khôi phục vẻ tự nhiên, dẫn đầu đi về phía trước. Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn liếc mắt nhìn nhau, phấn khích đi theo sát phía sau. Thân là con của Đế Thích Thiên, hai người từ nhỏ bên cạnh cũng không có thiếu mỹ nữ. Có thể nói, bất cứ loại phụ nữ nào hai người cũng đều gặp qua. Chỉ là phải biết rằng tính tình bọn hắn tới nay vẫn chưa thể coi là chín chắn, thuộc vào lứa tuổi mới lớn. Nói như vậy vì dễ dàng thuận lợi đạt được cái điều tưởng như khó khăn đó, khiến cho bọn họ sinh ra thích thú. Mà hôm nay cái gọi là cô gái Hải Huyên này, chính vừa mới đây ở trong tiểu lâu, cô gái xinh đẹp kia chất vấn hai người, khiến cho hai người đồng thời đối với nàng nảy sinh thật nhiều hứng thú. Đương nhiên loại hứng thú này chẳng qua là biểu hiện tâm lý vui đùa, hoặc chỉ là trêu ghẹo để tìm vui. Hai người cũng không nghĩ muốn làm những thứ gì khác, hết thảy thuận theo tự nhiên. "Đại ca, ngươi nói xem cô gái này như thế nào đây?" Đế Thiên Hồn cùng Đế Tuyết Phong sóng vai đi tới, trên mặt thật là yên tĩnh, truyền âm hỏi Đế Tuyết Phong. Đế Tuyết Phong cười hăng hắc cũng truyền âm trả lời: "Đương nhiên là cực phẩm rồi, tầm mắt của ca ca ngươi cũng không kém. Nữ nhân này chẳng những là tuyệt thế mỹ nhân, chỉ e rằng địa vị ở trong ma thành này cũng không thấp lắm đâu." "Thế chúng ta phải làm cái gì đây?" Đế Thiên Hồn hơi buồn bực: "Ca ca đến ma giới không phải chỉ là để giết thời gian với mỹ nữ sao, làm sao hôm nay lại nói lên địa vị của cô gái này?" Trên mặt Đế Tuyết Phong lộ ra vẻ bỉ ổi, thản nhiên nói: "Chúng ta đương nhiên là cùng mỹ nữ thanh tỉnh, bất quá là phụ thân còn giao cho ta một cái nhiệm vụ, đợi chúng ta thưởng ngoạn đủ rồi hãy nghĩ đến đi." Tận cùng ở phía nam Tu La giới, đây là một địa phương hỗn loạn nhất trong không gian này. Nơi đây tồn tại một tòa thành đẫm máu nhất trong cả Tu La giới, đó là Tử Thành. Tử Thành phía nam giáp Tử Hải, phía bắc giáp Ảo Thành, là tòa thành bị Tu La giới bỏ mặc nguyền rủa. Hàng năm đều tăng thêm rất nhiều Tu La nhân phạm vào giới điều bị đẩy tới đây, trở thành cư dân mới của Tử Thành. Trong sa mạc Hoang Kinh, một đội binh sĩ Tu La nhân cầm trong tay vũ khí chậm rãi tiến về hướng nam. Đội Tu La nhân này nhìn thấy rõ ràng xa mút, tầm mắt không một bóng nhà. Đi đầu chính là hai gã nam tử năm đôi cánh, tướng mạo xấu xí. Hai người cưỡi quái thú thật to lớn, vừa nhìn vừa nói chuyện với nhau, vừa đi về phía trước. "Lão đại, chúng ta sao gặp xui xẻo như vậy? Vì sao tướng quân hết lần này tới lần khác bắt hai người chúng ta chỉ huy bọn chúng ngấp tải bọn tiện nhân này?" Một trong hai người nói, tướng mạo nam nhân Tu La này hơi có vẻ tuấn tú. Nam nhân của Tu La tộc rất ít người có tướng mạo xinh đẹp, da mặt bọn họ đều là màu xanh, miệng rộng, mũi hếch lên, thoạt nhìn rất là hung ác dữ tợn. Bất quá nam nhân của Tu La tộc cũng không phải tuyệt đối không có người khôi ngô tuấn tú. Từ rất lâu trước đây, đế hoàng Thiên Mông của Tu La là nam tử anh tuấn nhất trong cả Tu La tộc. Mỗi một đời trong Tu La tộc cũng tồn tại có rất nhiều nam nhân Tu La tộc tướng mạo có thể so với nam tử của thiên nhân. Chẳng qua là bọn nam tử Tu La tộc này tướng mạo anh tuấn cũng không bằng được Thiên Mông, một cái đẹp tuyệt đối kinh người. Lực lượng bản thân tu luyện tới hoàng giai đối với bọn nam nhân Tu La tộc ngày nay mà nói từ lâu đã trở thành truyền thuyết. Mà tư chất của bọn nam nhân Tu La tộc có tướng mạo anh tuấn này không biết vì sao lại so với bọn nam nhân tướng mạo xấu xí quả thực kém hơn rất nhiều. Đến nỗi ngày nay, mỗi khi một sinh mạng vừa mới từ trong Tu La quả sinh ra, chỉ cần đứa bé Tu La tướng mạo nhìn có vẻ xinh xắn không giống những đứa khác sẽ lập tức bị ruồng bỏ. Nghe người bên cạnh oán thán, tên nam tử trên mặt có nốt ruồi được gọi là lão đại kia khẽ cười một tiếng nói: "Dạ xoa, dù sao cũng đã đến nơi này, ngươi còn oán hận làm gì đây? Nếu như chuyển tới tai tướng quân, chỉ sợ sau này khi trở về ngươi sẽ bị tướng quân trừng phạt đấy." Dạ xoa sắc mặt cả kinh, lập tức nhìn nam tử trên mặt có nốt ruồi lớn bên cạnh khẽ cười một tiếng nói: "Có lão đại, tướng quân nhất định sẽ không xử phạt ta, trừ phi ngài đi tố cáo ta." Đặng lão đại cười hăng hắc cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng thúc quái thú tiếp tục tiến về phía trước. Dạ xoa thấy hắn không nói gì, trong mắt xoay chuyển tiến gần lại nói: "Còn 3 ngày nữa chúng ta sẽ tới Tử Thành, không biết thượng phổ lần này sẽ có món hàng đặc biệt gì chiêu đãi chúng ta đây."
Nhắc tới thượng phổ, mắt lão đại híp lại nhàn nhạt nói: có lẽ cũng sẽ không quá kém, nếu như hắn hầu hạ chúng ta không tốt, hắn cũng đừng nghĩ tới chuyện quay về lại Tu La Thành. Lão đại, ta vẫn không nghĩ ra thượng phổ vì sao một lòng quyết tâm muốn trở lại Tu La Thành. Ở Từ Thành làm thành chủ, thực là làm bá chủ một phương rồi, không ai ước thúc, muốn làm cái gì thì làm, vậy mà lại hết lần này tới lần khác còn muốn quay trở về Tu La Thành, thật là làm cho người ta khó hiểu mà. Người thì biết cái gì, nắm trong tay sự sống chết của bọn tiện dân trong Từ Thành, mặc dù là quyền lợi ngập trời, nhưng so với Tu La Thành, Từ Thành kia đúng chính là địa ngục. Nhất thời mới đầu hãy còn khá khá, nhưng qua thời gian lâu dài, bất cứ ai cũng sẽ sinh ra chán nản. Nhìn bộ dáng Dạ Xoa như hiểu như không, trong mắt lão đại hiện lên một tia đắc ý, cười khẽ nói: không nên nhìn vào ta và ngươi, hai người chỉ là đội trưởng phụ trách 10 tiểu đội, nhưng mặt khác so với thượng phổ, chúng ta tối thiểu cũng có được tự do, chỉ riêng điểm này so ra đã tốt hơn hắn rất nhiều rồi. Dạ Xoa trầm tư một chút, lập tức khâm mộ, gật gật đầu nói: lão đại, thế nhưng là hắn đến Tử Thành không tới 300 năm, tu vi đã đạt tới cảnh giới 5 đôi cánh đen. 500 năm trước hắn đúng là chỉ có 3 đôi cánh. Như vậy có cái gì mà đáng hâm mộ, chúng ta không phải cũng tiến vào cảnh giới 5 đôi cánh rồi sao? Mặc dù có nhiều gian khổ, nhưng so với thượng phổ cũng không kém bao nhiêu. Lão đại không hề bị dao động, trên mặt thoáng lộ ra vẻ chế giễu, tiếp tục nói: càng huống chi ta và ngươi tự mình ra tay bắt được Tôn Thiên Đế Quân, sau khi tự tay nâng cao tu vi cho chúng ta, còn chưa kịp thưởng cho chúng ta thứ gì khác. Nói không chừng chuyến này xong việc trở về lại Tu La Thành, ta và ngươi hai người sẽ một bước lên trời. Vừa nói, nhìn một đội ngũ dài dài phía sau hai người lẽo đẽo theo sát phía sau bọn họ, rõ ràng là một cái cúi đen nhánh. Một nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, ngồi ở một góc, mặt mọc đầy lông dày đặc, đang hung hăng nhìn hai người, trong ánh mắt toát ra vẻ hận không được ăn tươi nuốt sống hai người này. Dạ Xoa nghe vậy cũng vô ý thức quay đầu lại nhìn vào cái cúi ở phía sau, cười cười nói: còn không phải lão đại lợi hại sao? Dạ Xoa chẳng qua là nghe theo lời lão đại chỉ huy mới bắt được tên tiểu tử này. Lão đại thản nhiên cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngoài miệng lại ra vẻ khiêm tốn nói: đúng là có đế quân phù hộ, thiên địa giáng phúc mới phải. Dạ Xoa nghe lão đại nói thế cũng theo đuôi cuống quýt gật đầu nịnh nọt, qua hồi lâu mới cau mày nói: không nghĩ tới Kình Tôn Thiên vậy mà lợi hại như vậy, mới có 3 đôi cánh mà chúng ta hai người liên thủ khó khăn lắm mới đánh bại hắn. Nếu như để hắn mặc sức tu vi tiếp tục tiến triển, chỉ sợ rằng sẽ không thể khống chế hắn được nữa thôi. Lão đại thầm cho là đúng, gật gật đầu, lại lần nữa liếc nhìn tù nam tử trong cúi, thở dài nói: chỉ tiếc là vào đến Tử Thành, cho dù tu vi hắn phi thường đến đâu cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Người như thế nếu như có thể làm tù hạ cho chúng ta, không đến 100 năm thôi, ta và ngươi không chừng sẽ trở thành tân tướng quân của Tu La Thành, thật là đáng tiếc. Dạ Xoa chưa từng nghĩ đến việc này, khi nghe lão đại vừa nói như thế, trong lòng vừa động, liền vung tay một cái, một màng khí huyết hồng sắc bao phủ toàn thân hai người, nhỏ giọng nói: lão đại, không bằng chúng ta lôi kéo Tôn Thiên kia làm thủ hạ chúng ta đi. Đặng lão đại trong mắt xoay tròn, trên mặt cũng lộ thần sắc động tâm, nhưng lại không biết nhớ tới điều gì đó, nhẹ giọng thở dài nói: không được, mà ngay cả Hải Đông Đại Vương cũng không thể thu phục được hắn, ta và ngươi cũng không nên mơ mộng hão huyền. Dạ Xoa nuốt nước miếng không nói gì, cau mày nhắm phía trước đi tới. Lúc này Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn hai người tới Tu La giới, tính ra đã qua 100 năm thời gian. Hai người đang ở Lộc Thành, cả ngày trừ thời gian tu luyện thường ngày đều cùng bám lấy Hải Huyên cho hết thời gian. 100 năm qua, tình cảm giữa ba người cũng sâu đậm hơn rất nhiều. Phụ thân của Hải Huyên là thành chủ của Ma Thành, là một trong 8 đại thiên vương của Tu La giới, Ma Thiên Đại Vương. Bởi vì phong tục tập quán của Tu La nhân, Hải Huyên vừa mới trưởng thành đã rời khỏi sự đùm bọc của phụ thân, một mình ở Đông Thành mua một căn nhà để ở, bắt đầu trải qua cuộc sống tự lập và tu luyện. Căn nhà không lớn nhưng cũng khá rộng rãi, chia làm tiền viện và hậu viện, ở giữa phân cách bằng một ao nước, hoa quý tươi đẹp khắp nơi trong sân, thoạt nhìn rất là thoải mái. Ở bờ ao, Đế Tuyết Phong nhàn nhã ngồi ở một cành cây to, hái một quả tiên hồng đưa vào miệng cắn nhẹ, với dáng vẻ thật thoải mái. Vừa mới qua buổi trưa, Đế Thiên Hồn chậm rãi thu công, tinh quang trong mắt thoáng qua nét buồn bực, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài, thoáng thấy bộ dáng nhàn nhã của Đế Tuyết Phong, không nhịn được phì cười một tiếng: ồ, 6 cánh trung giai, tiểu tử lợi hại, 100 năm thời gian đã tiến bộ nhiều như vậy, xem ra không còn bao lâu
người cũng có thể đạt tới đẳng cấp 7 đôi cánh rồi. Đế Thiên Hồn trong mắt chợt lóe vẻ kinh ngạc cười nói: "Đại ca, ánh mắt cũng thật lợi hại không kém, vừa mới đột phá, huynh đã nhìn thấy rõ ràng rồi ư?" Đế Tuyết Phong cười hăng hắc, tiện tay ném quả trong tay đi, nhảy xuống vỗ vỗ vai Đế Thiên Hồn nói: "Đó là lẽ đương nhiên, người rất hiểu ta đấy, hai mắt của ta đây chính là hỏa nhãn kim tinh, nhìn tu vi và nhìn đàn bà là xuất chúng nhất rồi." Đế Thiên Hồn lắc đầu bật cười, nhìn trên gương mặt anh tuấn của Đế Tuyết Phong đầy vẻ rừng rưng bất cần đời, trong lòng vừa động vừa gặn hỏi: "Chúng ta tới tu la giới cũng có trăm năm rồi, nhưng là trăm năm đó tự hồ cũng không có làm chuyện gì, không biết đại ca đến tụt cùng muốn làm những việc gì đây?" Đế Tuyết Phong trên nét mặt không thay đổi chút nào, tinh quang trong mắt lấp lánh nói: "Đương nhiên là vui đùa với mỹ nhân rồi, cùng đại mỹ nhân Hải Huyên thế này không dùng hơn mấy trăm năm thời gian câu dẫn thì há có thể thu được về trong hậu cung của ta?" Thiên Hồn hừ nhẹ một tiếng dè bỉu nói: "Suốt trăm năm huynh đều dè chừng giấu giếm, mỗi lần hỏi huynh đều huynh đều lấy lời này để trả lời qua loa với ta, không nghĩ tới ta đây là thân đệ đệ cũng không được huynh tin tưởng a." Trăm năm thời gian theo đuổi một nữ nhân, nếu như đổi lại người khác, Đế Thiên Hồn có lẽ sẽ tin, thế nhưng là đối với Đế Tuyết Phong, kẻ hiếu sắc như mệnh, đánh chết hắn cũng không thể tin được. Nguyên nhân chính là vì hắn hiếu sắc, cho nên càng sẽ không bỏ phí thời gian dài như vậy để theo đuổi chỉ một nữ nhân. Phải biết rằng Đế Tuyết Phong vừa mới được Đế Thích Thiên thả ra, nếu như không làm chút chuyện, chỉ sợ rằng không được bao lâu, một khi hai người trở về lại thiên giới, lập tức sẽ bị Đế Thích Thiên lại lần nữa giam lại quản thúc. Cho nên Thiên Hồn vẫn luôn không tin tưởng Đế Tuyết Phong đi tới tu la giới vẹn vẹn chỉ là để vui đùa đơn giản như vậy. Nhưng trăm năm đã trôi qua, bất luận hắn nói gần nói xa thế nào, Đế Tuyết Phong luôn lấy cớ đùn đẩy lấy lệ, khiến cho hắn cực kỳ buồn bực. Hơn nữa trăm năm thời gian đó Thiên Hồn một mực khắc khổ tu luyện, còn Đế Tuyết Phong lại là một nửa thời gian là ở trên cây này, cả ngày với bộ dáng ăn không ngồi rồi cũng không giống như là có mục đích gì khác. Hắn vì sao phải có bộ dáng như vậy? Thiên Hồn trong lòng rất là buồn bực. Trầm mặc một hồi lâu, Thiên Hồn lại lần nữa tự quyết định bỏ mặc, không gặn hỏi Đế Tuyết Phong. Dù sao cũng là thân ca ca của mình, không nhất thiết phải đào sâu vấn đề. Huống chi hắn rất tin tưởng ca ca của mình, từ nhỏ vẫn luôn chiếu cố cho mình, sẽ không làm hại đến mình. Đế Tuyết Phong nhìn thấy Đế Thiên Hồn trầm mặc xuống, trong mắt thoáng qua vẻ tươi cười, thấp giọng nói: "Có một số việc ca ca giấu ngươi là có nguyên nhân. Việc này quan hệ đến mối bất hòa giữa phụ thân và Tu La Nữ Vương ngày nay. Chẳng qua là đương kim Tu La Nữ Vương còn không xứng để phụ thân tự mình ra tay, cho nên mới bảo ta đến đây chứng thực thử xem, thuận tiện rèn luyện một chút ta và ngươi." Đế Thiên Hồn gãi gãi đầu, vẫn chưa hiểu rõ. Bất quá Đế Tuyết Phong chỉ nói đến đây, cũng nói chung chung không có giải thích, rốt cuộc là làm cho hắn mơ hồ chẳng biết gì, vì thế cũng không có hỏi tới nữa. Giữa Tu La Giới cùng thiên giới tuy cách một khoảng thiên khanh, nhưng là thời gian cũng giống nhau. Tu La Giới trăm năm, thiên giới tự nhiên cũng qua trăm năm. Trong trăm năm qua, Tử Dực Thành cũng xảy ra một vài biến hóa. Tử Dực Thiên Vương đột phá 6 đôi cánh, trải qua trăm năm khổ tu, rốt cục ổn định vững vàng ở cảnh giới 6 cánh hạ giai. Có nghĩa là hắn đã lĩnh hội không gian, lĩnh hội bản thân đạt tới 10 thước, trở thành cao thủ tu vi cao nhất của cả Tử Dực Thành. Dưới sự thống trị của hắn, Tử Dực Thành hôm nay cũng được vạn chúng quy phục, không người nào có thể chống lại được Tử Thiên Giới do chính hắn sáng lập ra, cũng chính là bên trong không gian của hắn. Đứng ở trên tường thành, Tử Dực dõi mắt nhìn về phương bắc xa xôi, thảo nguyên mênh mông, ba la vô tận, khóe miệng hắn nhếch lên phát ra tiếng cười lạnh. Ở sâu trong thảo nguyên, ban đêm gió lạnh thấu xương, hỗn độn nguyên khí vô cùng dày đặc, làm cho áp lực nơi này thật lớn. Cỏ xanh dày khít chảy rộng khắp nơi, không có một tia tinh quang, tối tăm trầm lắng đến tột cùng. Bảy đạo thân ảnh đang ở dưới chân một gò núi, khó khăn dịch chuyển tiến về phía trước. Mỗi một bước khi nhấc chân lên, trên mặt đất đều hằn lại một cái dấu chân thật sâu, xem ra hết sức khó khăn. Nếu có người cho rằng đất đai trên thảo nguyên kia phải là tơi xốp mềm mại, vậy thì sai lầm thật lớn rồi. Mật độ linh khí phi thường dày đặc, khiến cho áp lực nơi này thật lớn. Thậm chí ngay cả bùn đất trên mặt đất cũng liên tục bị đè nén hết sức chặt chẽ. Vũ khí trải qua tu luyện, ngay cả mặt đất ở nơi này cũng hoàn toàn không cắm vào được. Trên thân bảy người lóe ra quang mang, năm bộ mặt bảy màu sắc, có người lam quang, có người tử quang, có người bạch quang, lấp lánh dưới bầu trời đêm, lộ ra vẻ đẹp kỳ dị. Phía sau bọn họ, 20 nam tử thân trưởng bào màu xanh đứng sừng sững, trong đó một gã thanh niên cao lớn, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, khí độ bất phàm,
tóc dài không gió mà lay. Một cỗ khí thế bề nghệ thiên hạ từ trên người hắn dâng lên, lực lượng vô hình phảng phất như mang theo sóng gợn cũng từ trên người hắn chậm rãi tản phát ra phía trước, vừa vặn đem bảy người đang bước từng bước gian khổ vây bọc vào trong đó. Tựa hồ lực lượng kia mang theo cảm giác áp lực vô cùng cường đại, trên mặt bảy người đều hiện ra thần sắc thống khổ. Mà thanh niên nọ dường như chưa phát hiện ra, trước sau một đôi cánh màu trắng có hơi mơ hồ, sắc mặt thế nhưng là hết sức bình thản, hướng về phía trung niên nam tử năm đôi cánh ở bên cạnh cười nói. Trong hoàn cảnh như thế, lực lượng bản thân của họ tất nhiên tiến bộ rất nhanh, xem ra không còn bao lâu nữa chúng ta có thể rời khỏi gò núi Kiền Khôn này rồi. Trung niên nam tử thần sắc nghiêm nghị, sắc mặt rất là bình tĩnh. Nếu như không phải trong mắt hắn trước sau vẫn mang theo ánh sáng sùng kính cùng bội phục nhìn nam tử trẻ tuổi, chỉ riêng cái phong thái ung dung kia trên người hắn sẽ khiến cho người ta lầm tưởng hắn mới đúng là vương giả. Nghe nam tử trẻ tuổi nói, trung niên nam tử trên mặt lộ ra nụ cười cung kính nói: đại nhân quả nhiên thiên tư tung hoành thiên hạ, vậy mà cũng nghĩ ra phương pháp như thế để nâng cao tu vi cho bọn họ. Một khi bản thể bọn họ mạnh mẽ hẳn lên, lúc đó có thể dung nạp linh khí trong thiên địa càng nhiều càng dễ dàng hơn, như vậy tốc độ tiến bộ đúng là cực nhanh. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi thản nhiên cười, hắn ngừng lại một chút mới lộ vẻ bất nhẫn nói: chẳng qua là tình nhi hãy còn nhỏ tuổi, huống chi vừa mới tiến vào cảnh giới ba cánh, cùng tu luyện với bọn họ như thế có nghiêm khắc thái quá không? Trên mặt nam tử trẻ tuổi lộ ra dáng vẻ tưởng nhớ gì đó, tựa hồ không có nghe lời trung niên nam tử, ngẩng nhìn bầu trời đêm đen nhánh nhàn nhạt nói: chịu đựng được rèn luyện trong gian khổ mới là người ở trên người khác. Mục Thiên, nếu như muốn thực sự có được thành tựu, không chịu đựng nhiều gian khổ khó khăn, lại há có thể trở thành người ở trên người ta chứ? Mục Thiên gật gật đầu nghiêm mặt nói: đại nhân minh giám, Mục Thiên nhất định không phụ lòng yêu ái của đại nhân, cố gắng tu luyện. Nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay sau lưng, hài lòng nhìn Mục Thiên một cái, khẽ thở dài: nếu như lúc đó không phải ngươi ngang tàn ép buộc ta đánh vào năm đôi cánh, tu vi đạt được cũng sẽ không như thế. Với tư chất của ngươi, có lẽ lúc này sớm đã đạt tới 7 đôi cánh cũng không chừng. Phương pháp tu luyện của thiên nhân quả nhiên quá mức đơn giản, cũng không có công pháp chuyên biệt nhằm để tu luyện bản thể. Trên mặt Mục Thiên cũng có chút buồn bã, nhưng lập tức liền hưng phấn lại, khát khao nói: đại nhân nói đúng, là ám tinh giới thật sự tồn tại sao? Nếu có địa phương tốt như vậy, có cơ hội ta cũng muốn đi tu luyện một phen. Nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu cười nói: dĩ nhiên là có thật rồi, bất quá với tu vi của ngươi hôm nay, cho dù có đi tới đó, tiến bộ cũng sẽ không lớn lắm đâu. Đợi ta xử lý xong mọi chuyện ở thiên giới, lập tức dẫn các ngươi tới chỗ đó thử xem, cho dù ta đã từng ở đó tu luyện rất nhiều ngày. Những lời của nam tử trẻ tuổi, mặc dù Mục Thiên cũng không phải hoàn toàn có thể nghe hiểu được, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đối với người trẻ tuổi trước mắt này cũng không thể theo lẽ thường mà lường được. Ở trường lão đường tại Tử Dực Thành rèn luyện mấy trăm năm, hắn rất biết đường tiến thối, sẽ không tùy tiện bởi vì hiếu kỳ mà nhiều lời. Nam tử trẻ tuổi không nói gì nữa, lực lượng từ trên người của hắn tán phát ra bốn phía chợt tăng lên mấy lần, mắt thường mô hồ có thể thấy được từng đạo linh lực trong suốt từ không gian bên ngoài tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó lại thông qua thân thể hắn phát ra hướng đến bảy người. Mà bảy người phảng phất như mỗi người ở trong một không gian riêng biệt, mồ hôi trên trán đầm đìa, sắc mặt càng ngày càng thống khổ, xương cốt toàn thân thậm chí đều phát ra âm vang rin rít kỳ quái, tựa hồ không chịu đựng được áp lực to lớn như thế. Trong bảy người chỉ có một cô gái, chỉ thấy nàng kia gương mặt thanh tú, đôi mắt to dường như biết được câu chuyện bên ngoài, giờ phút này đang chấp động lộ vẻ thống khổ và kiên trì, rõ ràng trên nét mặt hiện vẻ không quan tâm đến. Cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, toàn thân bạch quang chấp động, mơ hồ có thể thấy được trong bạch quang dường như còn mang theo từng tia quang mang phấn hồng sắc. Còn cánh của nàng cũng từ màu trắng sữa dần dần chuyển thành phấn hồng sắc, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hai người đứng ở phía sau bọn họ, xa xa nhìn bảy người. Trung niên nam tử nhìn quang mang trên người nàng ta lóe lên, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng và mâu thuẫn, nhẹ giọng nói: đại nhân, tình nhi từ khi tiến vào ba đôi cánh đến nay, lực lượng trên người lại xảy ra biến hóa thật lớn. Nhìn hình dáng nàng lúc này cùng với nữ tử của Tu La tộc trong truyền thuyết lại càng cực kỳ giống nhau. Chẳng lẽ nàng là nữ tử của Tu La tộc? Hắn nhíu mày buồn bực nói: thế nhưng nữ tử của Tu La tộc làm sao có thể lớn lên ở thiên giới đây?
thiên nhân cùng tu la nhân mặc dù có thể kết hợp, thế nhưng cũng không thể sinh ra hài tử, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Nam tử trẻ tuổi cười nói, tu la tộc cũng tốt, thiên nhân tộc cũng được, dù sao cũng là chủng tộc cùng chung sống ở thiên giới, không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy. Huống chi dựa theo tình hình trước mắt, Đế Thích Thiên ắt hẳn sẽ áp dụng một vài phương pháp đem tu la tộc thống nhất ở dưới thiên nhân, kết hợp lại làm một thiên, hai chủng tộc bất đồng sẽ hòa bình chung sống với nhau. Vừa nói, trên mặt hắn lộ ra thần sắc ngạo nghễ, trầm giọng nói, bất kể tình nhi có phải thiên nhân tộc hay không, người cũng không nên tiết lộ tình trạng khác biệt của nàng hôm nay. Sau này ta sẽ điều tra tình trạng trong cơ thể nàng, cho dù là tu la tộc nhân, có tần vũ ta ở đây cũng không người nào có thể thương tổn tới nàng. Mục Thiên nghiêm mặt đáp, đại nhân yên tâm, Mục Thiên sẽ không nói bừa bãi. Tần Vũ gật đầu, trong đáy mắt lộ thần sắc suy tư, nhìn tình nhi trong lòng thầm than, không ngờ tình nhi vậy mà lại là tu la tộc nhân. Chỉ có điều nếu lỡ như dấu hiệu không rõ ràng, tự mình lại không có bằng chứng thực sự là nữ tử tu la tộc, tạm thời cũng không cách nào phân biệt. Dựa vào tưởng tượng và phân tích của hắn, tình trạng trước mắt của tình nhi cùng thiên nhân đúng là khác biệt rất nhiều. Tần Vũ lúc này cũng không thể xác định tình nhi này có phải là nữ tử xinh đẹp của tu la tộc trong truyền thuyết hay không. Chẳng qua quan sát tướng mạo bề ngoài cùng với tình trạng khác thường hôm nay lộ ra trên người nàng, trong lòng Tần Vũ có chút hoài nghi cũng là lẽ thường. Tinh vân bên trong đan điền dường như đã phát triển thêm rất nhiều, quả nguyên hạch kim sắc đã lớn cỡ nắm tay. Chẳng qua nguyên hạch kia đã không còn là quang mang màu vàng trước đó, mà lúc này thay đổi biến thành màu đen nhánh quỷ dị. Còn nguyên hạch cũng không phải là hình dạng thực thể lúc đầu nữa, cuối cùng biến thành một vòng xoáy đen sẫm. Vòng xoáy tròn giữa tinh vân dường như một cái vòng xoáy lớn phủ trùm lên cái vòng xoáy nhỏ hơn. Ngoại trừ màu sắc hoàn toàn đen nhánh trong suốt ra, không nhìn thấy hai cái vòng xoáy có chút gì khác biệt. Tần Vũ nhướng mày, thần thức tiến vào bên trong điều tra tình trạng trong cơ thể. Từng đạo hỗn độn lực xuyên thấu ra bên ngoài thân thể, tản phát ra phía trước. Đúng là dòng xoáy lĩnh vực tinh thần. Tinh vân trong đan điền rất chậm rãi phối hợp xoay tròn, thể tích càng lúc càng lớn. Tinh vân giờ phút này chuyển động có phần thong thả, thế nhưng mỗi một vòng chuyển động, hỗn độn nguyên khí lân cận chung quanh thân thể lập tức đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Mà cái công năng trước đây vốn của nguyên hạch kim sắc lúc này lại do dòng xoáy màu đen thay thế. Dòng suối phảng phất như không thấy đáy, đem hỗn độn nguyên khí do tinh vân hút lấy cuồn cuộn nhập vào trong đó. Từng tia lực lượng vô hình, vô sắc từ giữa vòng xoáy bắn tung ra phía ngoài, phảng phất như những sợi tơ bắn ra, liên miên kéo dài không ngừng, vô cùng vững chắc. Không có tinh thần lực của nguyên hạch bùng phát ra, Tần Vũ nhất thời còn chưa quen thuộc lắm. Lực lượng của dòng xoáy giữa tinh vân kia tản phát ra làm cho người ta có loại cảm giác không thoải mái. Tần Vũ trầm tư, cảm giác như thế giống như là cảm giác của cái chết vậy. Mục Thiên ở bên cạnh thấy Tần Vũ lâm vào trong trạng thái trầm tư suy nghĩ, cảnh giác cao độ, vội lui về phía sau hai bước, lẳng lặng vì hắn bảo vệ chung quanh, hai mắt cảnh giác quan sát tình hình chung quanh. Đối với dòng xoáy đen tuyền kia, trong lòng Tần Vũ đã có điều lĩnh ngộ. Lúc này hình dạng dòng xoáy đã hình thành, nhìn hình dáng cùng với lục đạo luân hồi môn nhìn thấy ở vô danh không gian lúc trước quả thực là giống nhau như đúc, khiến cho sự buồn bực trong lòng hắn không nhịn được cũng vui mừng mà vơi đi. Lục đạo luân hồi môn dựa theo lời nói của Huống Thiên Minh cùng với cảm nhận của thân thể chính mình, Tần Vũ biết đây là trách nhiệm của cánh cửa sinh tử của luân hồi. Chuyển thế bất cứ là người bình thường hay là trưởng khống giả, một khi tiến vào cánh cửa này đều phải bị uy lực tột cùng của sinh tử chi môn kia phá tan trí nhớ của kiếp trước, tẩy sạch làm trong suốt linh hồn, vì thế chuyển thế sống lại vô cùng tinh khiết. Trưởng khống giả so với những người khác mà nói chẳng qua là vượt hơn một quyền lợi, giữ lại được trí nhớ. Trước lục đạo luân hồi môn xem như đối xử bình đẳng như nhau, không có đặc quyền nào khác, đây cũng có thể giải thích là thiên đạo công bình. Thực tế đối với trưởng khống giả mà nói đây là chuyện rất là bất công, chỉ là trưởng khống giả tu vi đúng là đã đạt tới đỉnh cao nhất trong không gian, có người còn theo không gian mà sinh ra. Trừ phi không gian sụp đổ hủy diệt, huyền hoàng khí tan hết, bằng không thân là bản thể chí tôn, trưởng khống giả tuyệt nhiên sẽ không chết. Từ đó xem ra, đích xác từ xưa đến nay, lục đạo luân hồi môn chính là tồn tại cường đại nhất trong mỗi tầng không gian. Có điều, trong vô danh không gian, cả luân hồi chi môn kia là ai thành lập nên đây? Tần Vũ trong lòng nổi lên nghi vấn mơ hồ. Nếu như nói trong bảy đạo, mỗi đạo đều có một cái luân hồi chi môn, như vậy các luân hồi chi môn đó sinh ra từ đâu, lại làm sao tồn tại
trong khắp các giới đây. Chuỗi nghi vấn liên tiếp khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn có hơi nghiêm ngặt. Mặc dù công lực của trưởng khống giả ở kiếp trước đã mất đi, nhưng tầm nhìn cùng với cảnh giới của trưởng khống giả vẫn tồn tại như cũ. Tần Vũ suy nghĩ sâu sắc vấn đề, với những thiên nhân trong thiên giới này tất nhiên là không phải cùng một đẳng cấp. Có lẽ chỉ có chúa tể Đế Thích Thiên của thiên giới mới có thể so sánh với hắn được. Đây vừa là một mâu thuẫn, lại vừa là vấn đề nan giải. Tần Vũ thân là trưởng khống giả, nếu như trong nhân giới có cổng lục đạo luân hồi, vậy tại sao trong hồng mông không gian của ông lại không có đây? Nếu như nói rằng chỉ có vô danh không gian mới có, như vậy thì tại sao hết lần này tới lần khác lại tồn tại cùng không gian? Không gian kia chẳng lẽ cũng có bí mật gì đó ẩn giấu ư? Nếu nói như vậy, lĩnh ngộ của Huống Kinh Minh hay nói cách khác chính là những gì truyền thừa cho hắn sau khi hắn được sửa chữa linh hồn là sai lầm chăng? Tần Vũ tất nhiên sẽ không chỉ nghe một bên nói, thân là trưởng khống giả thì phải tự đặt mình vào những góc độ khác nhau để xem xét về cùng một vấn đề, tự đặt câu hỏi, từ đó tự điều tra trả lời vấn đề. Bảy người phía trước giờ chỉ còn hai người chật vật đứng vững trên mặt đất, một là Tình Nhi, người còn lại cũng tư thế tương tự là Cam Vân, thực lực ba đôi cánh. Cũng có chút ngoài dự kiến là tuy cùng với thực lực ba đôi cánh, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng vững. Bốn người Lão Hắc, Bạch Hổ, Hồng Ngưu cho tới Ưng Phong dù đã rất cố gắng tới mức mặt đỏ tía tai, nhưng cũng không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi bệt trên đất. Tần Vũ nhìn qua bảy người một cái, trên mặt lộ nụ cười hài lòng. Chỉ thấy hắn cùng Mục Thiên trước mặt nhất thời xảy ra biến hóa. Nguyên là nguyên khí lồng đậm, chí cực hỗn độn, biến mất không tăm tích, làm bảy người như từ đầm lầy bước lên con đường vững vàng, giống như đang ở dưới nước sâu chịu áp lực, giờ lại đứng trước trên mặt đất bằng. Tất cả đều thở hổn hển. Mà với Tình Nhi và Cam Vân thì thân thể như chỉ trực xông lên trời, hiển nhiên là trong thân thể hai người đang ẩn chứa năng lượng thật lớn. Nâng hai người dậy, lúc này trói buộc lực lượng ở bên ngoài đột nhiên biến mất. Hai người chưa kịp thích ứng, đột nhiên bị mất cảm giác trọng lực, bị lực lượng thật lớn trong cơ thể trỗi dậy, khiến cơ thể nhảy vụt dậy. Hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, cánh chim sau lưng đột nhiên vẫy, nhất thời đứng vững vàng trong không trung, thân ảnh lóe lên đã hiện ra trước mặt Tần Vũ. Vũ ca ca, huynh đột nhiên rút đi lĩnh vực mà không nói một tiếng, làm hại ta và Cam Vân đều không khống chế được lực lượng cơ thể. Thân mật kéo cánh tay Tần Vũ, Tình Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng ra vẻ hờn dỗi, bộ dáng cực kỳ mê người. Lực lượng hồng sắc xung quanh thân thể vẫn chưa biến mất, làm cho khuôn mặt cả ái của nàng như thêm một lớp phấn hồng vô cùng đáng yêu. Ngay cả Mục Thiên cũng nhịn không được phải ngây ngốc ngắm nhìn. Đám người Cam Vân đối với mặt phấn hồng phủ trên người Tình Nhi đã sớm biết, mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng chỉ cần Tần Vũ không truy xét thì họ tất nhiên cũng không dám điều tra. Hơn nữa, Tình Nhi tính tình chất phác hồn nhiên, mặc dù hôm nay đã thành thục hơn rất nhiều so với cô bé ngày xưa, nhưng trong lòng mọi người nàng vẫn mãi là tiểu muội muội thuần khiết. Chỉ nhìn khuôn mặt thanh thuần của nàng, ai có thể nhẫn tâm vì muốn sở hữu nữ nhân tu la mà lại thương tổn đến nàng đây? Chủ yếu vẫn là dù Tình Nhi đúng là nữ nhân của tu la tộc thì có sao, đi theo Tần Vũ đã hơn trăm năm rồi, đám người Cam Vân đối với giới hạn chủng tộc đã sớm không phân chia rạch ròi, trong đầu bọn họ cũng không quá cố chấp theo cái giới hạn đó. Dù sao họ cũng là từ nơi bị thiên nhân đào thải mà quật khởi, trong tâm tưởng của đại thể thiên nhân thì họ cũng không được chân chính coi là người của thiên nhân tộc. Đại nhân, lực lượng của người thật lớn, Lão Hắc thiếu chút nữa đã bị ép tới mức thổ huyết rồi. Tình Nhi vừa mới than thở, Lão Hắc đã kéo lê thân thể mệt mỏi tới bên cạnh Tần Vũ, trên mặt lộ ra thần sắc vừa kinh vừa sợ. Vẻ mặt Lão Hắc sợ hãi nhìn thân thể gầy yếu của Tần Vũ, kinh ngạc nói: Lão Hắc đã nghĩ nhiều rồi mà vẫn không hiểu được vì sao đại nhân thoạt nhìn thì văn nhược mà lực lượng lại to lớn đến vậy, chẳng lẽ đại nhân tu luyện công pháp lợi hại hơn chăng? Hắn vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Vũ chờ câu trả lời. Trải qua một kiếp làm trưởng khống giả, tâm cảnh Tần Vũ đã khác nhiều so với kiếp trước. Hơn nữa, trong kiếp này, cùng với người người đối xử thân thiện nên đã không còn bộ dạng lãnh đạm lạnh lùng như kiếp trước ở Tiên Ma Yêu Giới. Lại nói, ông vốn là người trong nóng, ngoài lạnh, bên ngoài thì có vẻ vô tình nhưng nội tâm thì tràn đầy nhiệt tâm, luôn đối xử vô cùng nghĩa khí. Mặc dù kiếp trước cảnh giới cao tột bậc, vượt thường nhân, nhưng đối xử với những người khác không hề câu nệ kiểu cách. Dần dần đã tìm lại được cảm giác khi ở cùng Hắc Vũ và Hầu Phí, trên mặt vẫn mang theo nụ cười bí hiểm. Thấy mọi người đều nhìn mình vẻ mong chờ, Tần Vũ không nhịn được bật cười. Thế là sao?
chẳng lẽ các ngươi lại muốn học công pháp của ta sao? Lão Hắc cùng mọi người rối rít gật đầu, thậm chí ngay cả người đã đạt tới cảnh giới năm đôi cánh là Mục Thiên cũng mang vẻ mặt ước ao nhìn Tần Vũ, hiển nhiên là hắn cũng muốn học công pháp ấy. Muốn học công pháp tinh thần quyết của ta, phải đem công lực toàn thân tản mát hết, nếu không nguyên hạch trong cơ thể các ngươi sẽ khiến không cách nào tu tập tinh thần quyết được. Các ngươi có dám chịu từ bỏ công lực hôm nay đi hay không? Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, trong lòng Tần Vũ cũng nảy sinh ra ý tưởng muốn đem tinh thần quyết truyền cho người khác. Chỉ là đòi hỏi thứ nhất là cơ duyên với công pháp, thứ hai là chỉ có thể tự bản thân sáng tạo phần công pháp phía sau thì mới có thể phù hợp với bản thân. Cho nên Tần Vũ bác bỏ ngay ý niệm đó trong đầu bọn họ. Nghe Tần Vũ nói như vậy, mọi người đều nhìn nhau chưng hửng. Ai cũng không có ngu ngốc tới mức tán bỏ toàn bộ công lực đã tu luyện vất vả tới ngày nay để làm lại từ đầu. Nếu làm như vậy, cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục như tu vi bây giờ. Dù công pháp của Tần Vũ cao tới cấp cao nào thì cũng không cách nào khiến mọi người động tâm. Lão Hắc ngượng ngùng cười. Đại nhân, nhất định phải tán công mới có thể tu tập cái tinh thần quyết kia sao? Tần Vũ gật gật đầu khẳng định, đoạn nói. Nguyên hạch trong cơ thể các ngươi tu luyện từ bé là do các ngươi tu luyện công pháp thiên nhân mà từ từ hình thành. Muốn luyện tinh thần quyết, nguyên hạch kia sẽ cản trở sự hình thành tinh vân trong đan điền, do đó căn bản không tán công thì không thể tu luyện được. Mặc dù không hiểu nào nào nguyên hạch hay tinh vân là cái thứ gì, nhưng mọi người đều hiểu rõ ý của Tần Vũ. Đơn giản là hạt châu màu đen bên trong đan điền của mình dùng để chuyển đổi linh khí, cơ bản là xung đột với công pháp mà Tần Vũ tu luyện, cơ hồ là không còn khả năng để tu luyện công pháp của Tần Vũ. Mục Thiên đôi mắt thâm ý nhìn mọi người khẽ cười. Mọi người đều có cơ duyên riêng, tu vi của chúng ta hôm nay cũng không coi là quá thấp. Một khi các người tiến vào cảnh giới năm đôi cánh sẽ hiểu rõ thôi. Kỳ thực mọi công pháp trên đời này đều cuối cùng sẽ quy về một mối, lúc ấy công pháp cao cấp hay hạ cấp cũng không còn là vấn đề đáng bàn nữa. Tần Vũ tán thưởng nhìn Mục Thiên gật đầu nói. Người có thể hiểu được điểm ấy, ta rất vui. Đúng là không có công pháp nào cao cấp để có thể một bước lên trời. Vô luận công pháp loại nào cũng cần phải trải qua không ngừng khổ tu cùng với kết hợp với bản thân, từ đó mới có thể khiến cho các ngươi thành tựu những cảnh giới cao hơn. Mấy người Cam Vân chăm chú nghe lời nói của hai người, trên mặt có chút mất mát cùng thất vọng cũng dần biến mất, thay vào đó là vẻ kích động. Không thể phủ nhận một điều rằng lời của hai người đối với bọn Cam Vân không chỉ là giải thích mà còn mang theo tác dụng khích lệ. Thấy phương đông dần sáng rõ, Tần Vũ ngừng lại một chút nói. Sắc trời cũng dần sáng rồi, chúng ta về sân cốc Càn Khôn thôi. Hôm nay các ngươi phải nhanh chóng khôi phục thể lực, chờ trời tối chúng ta lại tu luyện. Mọi người lúc này trong lòng đang bừng bừng khí thế, tin tưởng vào tương lai. Vừa nghe được lời Tần Vũ liền cúi đầu ủ rũ cùng hướng sân khẩu bay tới. Thời gian 5 năm, mọi người liền đem sân cốc vô danh này gọi là Càn Khôn Sân Cốc. Tất nhiên là để phù hợp với miếng gỗ có ghi hai chữ Càn Khôn mà Tần Vũ cắm ở ngoài sân khẩu. 10 năm qua, linh khí trong cơ thể mọi người đã đạt tới một cảnh giới kinh nhân, dần tới mức bão hòa, nên mọi người không thể tiếp tục hấp thu thêm một tia linh khí nào từ bên ngoài nữa. Cho nên Tần Vũ nghĩ tới phương pháp tu luyện của mình khi ở ám tinh giới, thông qua linh khí nồng hậu vô cùng trong tận sâu thảo nguyên mà sinh ra áp lực, kết hợp với việc hắn thao túng lĩnh vực hỗn độn, từ đó tạo ra một địa phương có áp lực gấp 5 lần sân cốc nơi mọi người thường tu luyện. Thông qua áp lực như thế có thể chui rèn thân thể và ý chí của đám Tình Nhi và Cam Vân. Nhưng khi Tình Nhi thấy lần tu luyện này có thể gia tăng mạnh mẽ về lực lượng thân thể, làm thân thể không những thêm cường hãn, đồng thời tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Bởi vậy, bất kể lời căn ngăn của Tần Vũ và Mục Thiên, nàng gia nhập vào trong cùng tu luyện chung với đám Cam Vân. Thời gian trôi qua, mọi người đã có thể thích ứng với áp lực gấp 5 lần bình thường. Chiều nay Tần Vũ đem áp lực tăng lên gấp 10 lần mới khiến 5 người kia phải ngã xuống đất. Chỉ có Tình Nhi và Cam Vân có thể kiên trì chống đỡ nổi. Điều này khiến Tần Vũ rất hài lòng. Tần Vũ sáng lập ra Càn Khôn trận pháp, trải qua vô số năm cải tiến, hòa nhập vào đó những lĩnh ngộ của bản thân. Tới nay, trận pháp này đã đạt tới một cảnh giới khiến người ta phải sợ hãi. Nếu không phải tu vi của ông lúc này không bằng trước, có thể tại vô danh không gian giết chết cả hai tên trưởng khống giả, thì giờ cũng không phải dựa vào trận pháp này để bảo vệ những người xung quanh. Nhìn bao quát mọi người, bao gồm cả Mục Thiên đang trong giai đoạn tu luyện, Tần Vũ trong đầu lại chậm chậm nhớ lại mình kiếp trước ở vô danh không gian. Khi đó mình trong lúc phẫn nộ đã xuất ra trận pháp đắc ý cả đời, tâm tình cảm thấy vô cùng kích động. Trận pháp thì có tính mệnh.
Tần Vũ chắp tay nhìn Từ Dực Thành ở hướng nam, trong miệng thì thào nói: đưa linh hồn vào pháp bảo thì dễ, đưa linh hồn vào trận pháp thì thực không biết bao nhiêu khó khăn cùng cản trở đây. Một khi trận pháp có được tính mệnh, có thể tưởng tượng được sẽ có được uy lực đáng sợ thế nào. Có tính mệnh tức là sẽ có thần trí. Một khi trận pháp có thần trí xuất hiện thì dù là Tần Vũ là người sáng tạo bị lâm vào cũng khó thoát. Bởi thế mà Tần Vũ từ trước tới giờ vẫn không dám đầu tư suy nghĩ để có thể sáng tạo trận pháp. Hôm nay ông đã đạt tới cực hạn của trận pháp, mặc dù là tượng thần trong kiếp trước cũng không thể sánh nổi với ông ở phương diện trận pháp. Lúc này nếu muốn nâng cao hơn nữa thì đương nhiên là phải suy nghĩ phát triển bắt đầu từ càn khôn trận pháp rồi. Tần Vũ lắc đầu, đem ý tưởng có chút điên cuồng đó vứt đi. Mặc dù có muốn sáng lập trận pháp mới thì giờ cũng chưa phải lúc, vẫn còn quá nhiều việc cần phải làm lúc này. Tần Tư, Ngộ Không, Liên Gia Gia cho tới Triệu Lão Sư đều đã bị Sương Nhi đầu nhập vào trong lục đạo luân hồi. Mặc dù Hướng Thiên Minh có thể cam đoan được họ sẽ chuyển sinh tới thiên giới, nhưng ai có thể cam đoan được họ sẽ chuyển sinh thành thiên nhân hay tu la nhân đây? Theo lý giải của Tần Vũ về không gian này mà nói, tu la giới hay thiên giới không giống như trong nhân giới. Mỗi giới trong nhân giới đều ở những không gian khác nhau. Nơi này tất nhiên chỉ là một không gian duy nhất mà chứa cả hai giới. Chẳng qua là hai giới bị ngăn cách bởi một vách ngăn hay một pháp tắc thiên địa gì đó, cho nên nói là thiên giới nhưng không phải là giới của thiên nhân tộc, mà là nói chung của cả tu la tộc. Nói là vậy, nhưng mày kiếm Tần Vũ có chút nhíu lại, trong lòng cảm thán: không biết tìm chúng ở đâu đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.